Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty iCare Việt Nam. Và video hôm nay sẽ là một video rất đặc biệt và thú vị, bởi vì hôm nay em sẽ chia sẻ và giới thiệu với anh chị một bộ sách rất là hữu ích và tiện dụng. Đó là bộ sách về bảng thành phần và giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn. Như mọi người cũng biết thì cái cơ sở dữ liệu về thành phần và giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn là điều không thể thiếu đối với người làm công thức. Bởi vì nếu thiếu cái cơ sở dữ liệu này thì chúng ta không thể làm được công thức. Và cái vấn đề đặt ra là cái nguồn của cơ sở dữ liệu, cái độ tin cậy của cơ sở dữ liệu và cái tính cập nhật của cơ sở dữ liệu là những vấn đề được quan tâm. Bởi vì nếu như chúng ta làm công thức dựa trên cái bộ cơ sở dữ liệu có độ tin cậy, có độ chính xác cao, thì cái công thức chúng ta làm ra cũng có độ chính xác cao. Còn nếu như mà chúng ta làm từ một cái bộ cơ sở dữ liệu có độ chính xác không cao bằng, cái độ chính xác của nó, cái độ tin cậy của nó không cao, thì lúc đó cái công thức chúng ta làm ra cũng có độ chính xác sẽ không cao. Và cái tính cập nhật của cơ sở dữ liệu cũng được quan tâm, bởi vì cũng có một số bộ cơ sở dữ liệu thì cái tốc độ cập nhật của người ta sẽ nhanh hơn, còn một số bộ cơ sở dữ liệu thì cái thời gian mà người ta cập nhật nó sẽ lâu hơn. Và trên thế giới thì hiện nay có 3 bộ cơ sở dữ liệu đang được sử dụng phổ biến. Thứ nhất đó là bộ của NRC của Mỹ, và thứ hai là bộ INRA của Pháp, được sử dụng phổ biến ở châu Âu. Và cái bộ thứ ba là bộ của mới nổi gần đây của Brazil. Thì đây là 3 bộ cơ sở dữ liệu đều có độ tin cậy cao, có cái tính chính xác cao. Tuy nhiên thì nó cũng có một số cái điểm khác biệt giữa 3 cái bộ cơ sở dữ liệu này. Ví dụ như cái tốc độ cập nhật á, cái tính cập nhật nhanh á, thì là cái bộ của Brazil thì sẽ có tốc độ cập nhật nhanh hơn so với cái bộ NRC của Mỹ và bộ INRA của Pháp. Còn cái bộ tuy nhiên thì cái bộ của NRC và bộ INRA thì cái dữ liệu trên loại vật nuôi á, thì là nó có hầu như là đầy đủ trên tất cả các loại vật nuôi luôn, cái bộ của NRC và bộ INRA. Và cái cách trình bày á, thì là bộ NRC á, là sẽ chia theo từng loại vật nuôi, tức là một cuốn sẽ dành cho một loại vật nuôi riêng biệt, tức là một cuốn thì dành cho heo, một cuốn thì dành cho gia cầm, một cuốn thì dành cho thủy sản, cuốn dành cho nhai lại, vân vân. Thì lúc này anh chị cũng để mà tra cứu cái dữ liệu trên nhiều loại vật nuôi thì anh chị phải sở hữu nhiều cuốn, phải có nhiều cuốn thì anh chị mới tra cứu đầy đủ được. Còn cái bộ của Brazil á, thì là heo và gia cầm người ta sẽ tổng hợp chung trong một cuốn. Còn cái bộ của INRA cũng là cái bộ mà hôm nay mà em muốn giới thiệu với mọi người, thì là nó có đầy đủ trên tất cả các loại vật nuôi. Và cái điểm đặc biệt là cái dữ liệu cho tất cả các loại vật nuôi sẽ được tổng hợp chung trong một quyển, trong một bộ sách thôi. Tức là anh chị chỉ cần sở hữu một bộ sách và anh chị có thể tra cứu cái dữ liệu dinh dưỡng cho nhiều loại vật nuôi một lúc luôn. Rất là tiện dụng đúng không ạ? Vậy thì cái nội dung của cái quyển này sẽ là gồm những cái phần nào thì mọi người cùng đến cái phần mục lục với em nhé. Thì quyển sách này gồm có hai phần chính. Đó là phần đầu tiên là phần về những cái mô tả, những cái hướng dẫn về cách tính toán giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu cho nhiều loại vật nuôi, cho từng loại vật nuôi luôn. Và cái phần thứ hai là cái phần mà mọi người sẽ quan tâm hơn, đó là cái phần về bảng thành phần và giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn. Và ở đây mọi người có thể thấy người ta chia theo từng nhóm nguyên liệu, nên là rất dễ dàng trong cái việc tra cứu. Ví dụ như là người ta chia theo nhóm ngũ cốc, nhóm phụ phẩm lúa mì, nhóm phụ phẩm bắp, hay là nhóm phụ phẩm động vật, và thậm chí là cái nhóm axit amin tổng hợp. Nên là nó rất là tiện cho cái việc tìm kiếm đúng không ạ? Và một cái điểm đặc biệt đó là ở cái phần index đó, là phần phụ lục, là người ta sẽ liệt kê theo tên của từng nguyên liệu từng nguyên liệu cụ thể luôn. Và người ta sẽ sắp xếp theo từng cái nguyên liệu cụ thể.
Lúc này thì anh chị khi mà muốn tra cứu một cái nguyên liệu nào đó thì anh chị sẽ đến cái phần phụ lục này rồi tra cứu cái tên nguyên liệu đó nó nằm ở trang nào, thì lúc đó mình đến đến trực tiếp cái trang đó thì mình đã có cái dữ liệu ngay cái trang đó để tra cứu luôn, rất là tiện dụng. Và em sẽ đến cái phần phụ lục này để tra cứu cho mọi người xem. Đây mọi người có thể thấy ở cái phụ lục này người ta sẽ sắp xếp tên các nguyên liệu cụ thể, từng cái nguyên liệu cụ thể luôn, theo thứ tự alphabet và sắp xếp liệt kê cái số trang của nó luôn. Ví dụ như bây giờ em sẽ tìm hiểu, em sẽ tra cứu cái dữ liệu dinh dưỡng trên bắp, thì em sẽ tìm bắp ở đây ở trang 80 và em sẽ đến trang 80 để tra cứu. Và đây là trang 80 chứa những cái dữ liệu dinh dưỡng của bắp. Mọi người có thể thấy ở đây đa số là người ta sẽ trình bày theo cái bảng biểu, nó dễ dàng để mà tra cứu và rất đơn giản và rất dễ dàng để tra cứu đúng không ạ? Và trong cái trang 80 này là những cái giá trị dinh dưỡng chung của bắp sử dụng chung cho các loại vật nuôi. Và mọi người có thể thấy thậm chí là chúng ta không có rành nhiều về tiếng Anh hay là thậm chí là không biết tiếng Anh thì cũng có thể dễ dàng mà tra cứu trong những cái bảng này. Và một cái điều rất là hay trong cái quyển sách này đó là ngoài không chỉ liệt kê về cái chỉ tiêu béo tổng số mà người ta còn nghiên cứu và liệt kê ra những cái chỉ tiêu axit béo, những cái axit béo quan trọng như ở cái phần này. Cái điều này nó sẽ rất cần thiết đối với những cái anh chị mà khi muốn tổ hợp, khi muốn làm công thức hướng tới cái việc chất lượng thịt, trứng, sữa, giống như là anh chị muốn thịt, trứng, sữa có nhiều omega 3, nhiều omega 6 thì cái dữ liệu này nó sẽ rất hữu ích cho anh chị. Còn cái phần khoáng nó cũng có những cái điểm đặc biệt như thế này. Ngoài những cái giá trị về khoáng đa lượng và thì nó còn có cái giá trị về cân bằng điện giải. Đây, giá trị cân bằng điện giải của bắp là 68. Và về khoáng vi lượng á, thì ngoài những cái khoáng vi lượng phổ biến thì ở đây còn có cung cấp cái giá trị của khoáng vi lượng, một cái loại khoáng vi lượng ít được biết đến và ít được cân bằng trong khẩu phần, đó là cái loại khoáng molybdenum. Đây là một cái loại khoáng rất có lợi cho sức khỏe của vật nuôi. Nó giúp phòng ngừa cái việc thiếu máu, giúp giảm suy dinh dưỡng và giúp giải độc đồng ở trên trong cơ thể của vật nuôi. Tuy nhiên mà chúng ta nó ít được cân bằng ở trong khẩu phần và ở trong đây người ta cũng có đề cập đến. Và đến cái trang tiếp theo, ngay cái trang tiếp theo luôn là những cái giá trị dinh dưỡng chuyên biệt cho từng loại vật nuôi. Mọi người có thể thấy ở đây là trên heo thì người ta chia cả heo thịt và heo nái, rồi trên gia cầm, trên nai lại, trên ngựa, trên thỏ, trên cá vân vân. Và ngay cái trang tiếp theo thôi, tức là một chỉ trong vòng hai trang thôi là chúng ta có thể tra cứu được hầu như đầy đủ các giá trị dinh dưỡng, kể cả những giá trị dinh dưỡng chung sử dụng chung cho nhiều loại vật nuôi và những cái giá trị dinh dưỡng chuyên biệt cho từng loại vật nuôi. Và mọi người có thể thấy ở dưới đây cũng người ta liệt kê, người ta trình bày những cái axit amin tiêu hóa, có axit amin tổng số nè, rồi axit amin tiêu hóa trên heo, trên gia cầm và trên nai lại. Mọi người có thể thấy cái cách trình bày của người ta rất là đơn giản, rất là đầy đủ và dễ dàng trong cái việc sử dụng. Thì đây là một quyển sách rất là hay và rất là dễ sử dụng. Cho nên mà anh chị nào hoặc là các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu, muốn sử dụng quyển sách này á thì mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách subscribe kênh hoặc là đăng ký kênh và để lại email của mình bên dưới phần bình luận. Sau đó em sẽ tổng hợp lại và gửi quyển sách này cho mọi người thông qua email và hy vọng mọi người sẽ có được một cái bộ cơ sở dữ liệu hoàn hảo để mà làm công thức. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.